Hello các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hành trình của Duy. Bây giờ Duy chia sẻ với các bạn trên đường Duy đi về Việt Nam. Bây giờ mình về Việt Nam luôn các bạn ơi. Đây là hiện tại Duy còn đang đứng ở khu vực này là biển thép của Trung Hoa Campuchia. Và bây giờ là bạn nói mình về Việt Nam cách ngày đầu tiên đến ngày đầu tiên khoảng 56 km nữa. Và Duy nghĩ nếu mà nhưng xưa cây dây flow nó ta quên Việt Nam mà nè tại ba đang thay phòng về mà có cần luôn. Ở trước có hình con ghẻ các bạn, nó để chữ họ để chữ là welcome to kép, là xin mời đến với kép á, đẹp ha. Ồ, cái con này nằm quá chừng con hoài vui ha. Nhưng mà mình lớn tuổi rồi, mình cái chỗ này thấy nó kỳ lắm. Thôi mình đi về luôn nha, bây giờ về Việt Nam lắm, về Việt Nam rất là tiếc lắm. Thứ nhất là ở đó mình có thể giới thiệu được cái channel của mình đúng không, còn đây không, đây mình chỉ lấy phim cảnh đây
để dành thẻ để mình review những cảnh đẹp khác các bạn ha. Cảm ơn các bạn, bye các bạn nha.